À, hôm nay mẹ cháu làm một cái clip ngắn mẹ cháu gửi đến cộng đồng mạng. Chắc mọi người nhớ bé này ha. Bé này mẹ cháu đặt tên là bé Lụa. Mẹ cháu cũng nói sơ về bé Lụa và mẹ cháu cho mọi người nắm được thông tin và tình hình. Con đó là bị hoại tử chân và tay trong bụng mẹ. Con cái tay này có một ngón nó rời ra, còn tất cả là nó dính lại ha cả nhà. Nó dính lại. Cái tay này nó bị hoại tử, cái tay này nó bị hoại tử cho nên cưa cưa đoạn đây rồi ha. Còn cái chân này cũng bị hoại tử cho nên cưa đoạn đây rồi. Mặt con rất là xinh, khôi ngô tuấn tú. Mẹ con mẹ Hương cháu chăm sóc rất kỹ cho em ha. Tối đến là mẹ Hương ngủ trực tiếp với em luôn. Mẹ Hương chăm sóc em, mẹ Hương ngủ trực tiếp và chăm em luôn. Con cũng có cái nét đói dữ lắm mà. Nếu như không kịp ăn là con cũng la làng lên nè. La làng lên luôn á. Hôm nay con mặc áo 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 hồng, áo hai dây màu hồng, con đội cái nón đỏ rất là xinh ha cả nhà. Bây giờ mẹ Hương chăm sóc em rất là kỹ. Con đang ngủ với mẹ, bây giờ hai mẹ con mới ngủ dậy đây. Còn hôm nay mình cũng giới thiệu với mọi người, mình là mẹ đơn thân, tên mình là Giáp Thị Sông Hương, mình ở Mai Hạ, Hương Mai, Việt Yên, Bắc Giang. Mình làm công việc này là 34 năm rồi. Trước đây mình vô Sài Gòn mình cũng là một người bình thường ha, gia đình ở quê thì nghèo. Hơn 30 năm vô đây thì thời điểm mới vô rất là vất vả khó khăn, mình giấy tờ thì mất hết ha, cũng lang thang siêu bạt ở công viên Gia Định rồi mưu sinh kiếm sống bằng nghề nhặt ve chai. Tối thì vào nghĩa địa ngủ, ngày thì lang thang công viên rồi khắp các nẻo đường để nhặt ve chai kiếm sống ha. Nhưng mà ve chai không nhặt được, nhặt được toàn thiên thần, nhặt được trẻ bỏ rơi ha. Là cơ duyên từ đó mẹ cháu nuôi nhiều trẻ như vậy. Thì mình muốn chia sẻ với các bạn là câu chuyện như vậy. Câu chuyện như vậy á, câu chuyện như vậy đó. Cho nên cơ duyên từ đó là mẹ cháu nuôi rất nhiều. Khi mà mẹ cháu đi nhặt ve chai xong á, mẹ cháu gom góp được tí vốn này, mẹ cháu ra ngoài vỉa hè buôn bán trứng vịt lộn, quán nhậu nhỏ, quán cóc nhỏ ha, rồi muối dưa muối cà bán. Khi mẹ cháu gom góp được một số vốn rồi thì mẹ cháu chuyển sang bán mướn mặt bằng bán quán, rồi bán quán một thời gian rồi có vốn rồi mẹ cháu mở nhà hàng ha, là kinh doanh khách sạn và kinh doanh công ty. 2 năm rồi dịch bệnh khó khăn, mẹ cháu trước đây thì mẹ cháu nuôi kinh phí bằng tiền của mẹ cháu làm ra. 2 năm nay dịch bệnh khó khăn, mẹ cháu cũng mới lên nhờ cộng đồng giúp đỡ ngày gần đây. Con người ta không nói trước được điều gì cả. Cũng có lúc huy hoàng, cũng có lúc gặp khó khăn, ai cũng vậy. Cho nên trong thời điểm này mẹ cháu là gặp khó khăn. Ôi, đau gì.